Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân nhiễm độc thần kinh nặng do bị rắn hổ mang chúa cắn. Bệnh nhân là nam giới, 30 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, ngày 26 tháng 6, bệnh nhân lên núi để lấy mật ong. Lúc này, bệnh nhân thấy một con rắn khá lớn, khoảng gần 2 kg. Trong lúc bắt rắn, bệnh nhân đã bị rắn cắn ở cổ tay bên trái. Sau khi bị rắn cắn, bệnh nhân chỉ cảm thấy hơi đau và tiếp tục bắt rắn. Khi bắt được con rắn, bệnh nhân trở về nhà. Tuy nhiên, nửa tiếng sau, bệnh nhân cảm thấy bị sụp mi mắt, khó thở, yếu tứ chi và được người nhà đưa vào bệnh viện tỉnh cấp cứu. Tại đây, bệnh nhân rơi vào tình trạng suy hô hấp, được bác sĩ xử trí ban đầu và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định sử dụng thuốc giải độc kháng nọc rắn. Tuy nhiên, vết cắn sưng nề từ vùng bàn tay lên cánh tay dai và lan đến 1/3 ngoài ngực trái. Bệnh nhân vẫn suy hô hấp, phải thở máy. Và đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, cai được máy thở, được đánh giá để có thể rút nội khí quản. Sức cơ bình thường, vết cắn vẫn còn sưng nề nhưng không lan thêm. Đánh giá chung về lâm sàng, hô hấp diễn tiến tốt, hiện nằm tại phòng hồi sức theo dõi tim mạch, rối loạn nhịp, nhiễm trùng, nhiễm độc do nọc rắn gây ra. Và các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên bắt rắn. Trong trường hợp bị rắn cắn, vết rắn cắn sưng nề, nên khẩn cấp đưa vào cơ sở y tế để có hướng điều trị phù hợp. Nếu bắt được con rắn, nên mang vào bệnh viện để cơ sở y tế nhận diện.